Vâng. Thì ở đây mặt bằng thứ hai, hiện tại tất cả mặt bằng thì đều có một, tức là không bao giờ để hàng lưỡi xuyên qua, để nằm nhằm để nâng cao chất lượng, tư duy chất lượng của tất cả nhân viên về chất lượng sản phẩm. Cho nên là tất cả các loại đều được dán con này. Ngoài ra thì sau khi giờ thể dục, sau giờ thể dục buổi sáng, trước khi thầy bắt đầu công việc thì mọi người thường đặt cao huyện này để mà phát triển cái tư tưởng. Xin cảm ơn rất là nhiều. Dạ, xin mời mọi người.